Các bác thân mến, hiện tại thì hai vợ chồng đang đi vào thác Thung. Đường thì cũng khá là khó đi đấy, cũng phải đi bộ một đoạn, xe vừa gửi ở ngoài kia, ở ngoài đường cái. Thế bây giờ phải đi bộ một đoạn, chưa biết khoảng bao nhiêu mét. Thôi cứ đi đi đã. Nắng ghê đấy. Bà con dùng lúa ở đây thì mình thấy rất là kém. Vì lúa và nhìn kìa, các bác nhìn này, lúa vàng hết rồi, mà không ít nước lắm. Hình như đất là, cái đấy chắc là bỏ rồi hỏng. Ở đây thì cũng đang sắp hỏng rồi này. Chắc thời điểm trước là nó không có nước đâu. À có chứ, ở đây sát đồi có đấy. Nhưng mà không tốt. Điện thoại của em đâu? Cầm đây rồi. Đấy, bọn mình gửi xe ngoài cái nhà lều của chú kìa. Đấy, ngoài kia. Đi bộ theo cái đường mòn này vào đây. Có cái gì nhỉ? Cái giã gạo không kìa. Cứ đi đi, nó đang giã kìa. À đây có cái lều này mát thế nhỉ? Đúng rồi. Nghe tiếng chảy rồi các bác ạ. Từ đấy xem nào. À, nó không đấy à, nó không giã gạo à, mọi người chỉ làm tượng trưng thôi đúng không? Cũng hay đấy chứ. Hay mà. Là người có thời gian để làm này. À đấy, họ đục vào cái thân cây. Thế là cho cái nước dẫn vào đấy. Đằng nào nước cũng dẫn vào đấy rồi nhưng không làm. Gõ vui tai nhỉ. Ủa nước này sạch chưa? Lấy nước ăn đây, nước ăn. Người ta có thể dẫn về để làm nước linh tinh khác ở trong vườn đấy. Tưới hoa, tưới rau đấy. À, ở đây này. Ôi mùa này mà nó cạn nước thôi. Cái mùa kia chắc là hoành tráng lắm, nước của nó ấy. Mùa này cạn thật đấy. Đây, có cái lều ở đây. Có cái rừng trúc đẹp nhỉ. Rừng cây lành anh đây. Không sợ là nhiều muỗi lắm. Chắc là địa điểm này. Mình đi đi lối này. Ở sát bìa rừng là cái rừng cây lành hành nhé. Cái này đi dép tốt hơn. Ủa, vú dép đây à? Ui, mùa này nó cạn kìa. Thác Thung đây. Được rồi. Mùa kia là nước luôn. Kinh khủng khiếp luôn đấy. Thật trơn á. Trơn không nhỉ? Không đi dày nữa đi. Nga đấy. Đây có cái hố kìa. Đẹp à? Thế nào?
À, hóa ra là cái thác Thung là cái ở đây, là cái thác ở đây này. Wow, khiếp. Đi, đi. Ồ, trời mát lắm đây. Đi thôi. Yeah. Chào các em nhá, chào anh em nhá. Không tắm nữa à, tắm xong rồi. Vinh Tom TV. Vinh Tom TV. Vinh Tom TV. À đây đây là thác Thung đúng không mọi người? À thế à. Mùa này nó ít nước nhỉ? Còn mùa kia chắc là đẹp lắm đi. Phải tráng nhỉ? Lại không tắm nữa à? Ôi đẹp quá. Khủng khiếp, khủng khiếp. Đi đường này cũng được, đường kia. Ủa nắng thế. Chào các em nhá. Ôi giời. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại thác Thung đúng không nhé. Thời điểm này thì nước mùa này thì nó khá là cạn. Nếu mà mình đi vào đúng cái mùa mưa ấy, thì mình phải, các bác có thể tưởng tượng ra ở đây thì cực kỳ là đẹp. Thác rất là cao luôn. Cao khoảng 20-30 mét gì đấy. Đây mọi người đang tắm ở đây. Thì cũng được khá là sâu. Ê, vũng này sâu khoảng mấy mét đấy? Vũng này có sâu không? Ủa, đẹp nhá. Đây mình được xuống dưới này. Ôi dồi ôi, mát thế. Ở đây hai vợ chồng đã ra đến cái chỗ gửi xe lúc đầu ấy. Đây không có nước.
Thì chưa lâu được. Mà trong đấy rưỡi quá là không có gió. Ừ. Mát. Không mát rưỡi tí nào nhỉ? Ừ, đánh nó vào theo trong chỗ chuối chỗ ấy để mát. Mát lạnh chứ. Ô, mọi người cũng ra hết này. Ôi, vào trong đấy nó không mát mấy nhỉ chú nhỉ? Nó không có gió. Trong đấy không có gió, nóng quá. Cháu xin cái xe nhá. À, đứng đây một tí cho nó mát tí đã. Dạ. Đi vào xem thôi, không tắm. Không đem đồ nên là không tắm. Vâng. Và đây là cô chú là đây là lều để làm nương ở đây à? Ôi, chú có gà trong chuồng này, gà ngủ bên dưới. Cái này bao tiền cân chú? 170 cơ à? Cao nhỉ, đắt. 170 cân nhưng mà không có đâu mà bán. Ở đây chắc là cái lều chú làm ra đây trông thôi chứ, nhỉ chú nhỉ? Ở đây đất nhà chú có rộng không? À, thế này rồi. Chú ấy đi đường này đi đến đâu nữa nhờ chú nhỉ? À. À, đi đường Ngọc Sơn đường trên kia chứ nhỉ? Kia quên, cứ tưởng là đi lối này đấy. Wow, nắng quá. Dạ vâng. Thế chắc cho anh chim một cốc cho nào. Giống như cây cỏ máu ấy nhỉ chú nhỉ? Nước là cây rừng ấy. Đây xin cô chú một cốc nước. Tao cũng uống cái này đấy, đi làm về uống cái này đấy. Uống cái này nó mới. Chứ bọn cháu ngoài kia toàn uống lọc không thì cũng chẳng. Rọc gì cả. Tên vội mình. Không uống được gì. Chúng mày về Hà Nội không ăn những quán nào không mua được. Không này. Cháu chỉ về Lương Sơn thôi, cháu vẫn là thuộc Hòa Bình ạ. À, Lương Sơn. Vâng. Còn cháu ở Lương Sơn. Cháu về Lương Sơn ạ. À, thế tôi có chị ở Lương Sơn, Lâm Sơn Dốc Phấn ấy. À. Đây là ở Lâm Sơn. Lương Sơn cũng ngay đấy mà. Trung tâm chợ đi vào một đoạn. Sơn, đi vào ba cây. Chỉ cả thôi. À. Cứ uống cái nước cây rừng là không sợ say. Khỏe nhỉ. À, cô lại đem một ấu nước xuống cái này. Đấy. Không đọc cái cỏ máu này là tốt ạ. À. Cây máu người. Có ăn cái này cây này đấy. Phải cây máu người không ạ? À? Mình phải tìm kiếm trong rừng ấy. Trong rừng này ạ? Không phải cây nào phải đi được cái lấy cây trong rừng đây. Tu cây tu uống được. Thế chắc cô nhìn kiểu như lấy quen mới lấy được nhỉ? Ừ, phải quen mới lấy được. Không phải cây nào trong rừng lấy được. Ngon quá, nước lúc nãy uống một cốc đầy đấy, thật là ngon. Ngon lắm đây này. Nếu như mọi năm là hôm nay càng thế rồi. À. Năm ngoái. Có nước chắc là đẹp lắm nhỉ. Bây giờ tầm tiết, nếu mà vã mưa thời tiết hoa, dự báo thời tiết hoa Vinh, Hà Nội, mà mưa to, ví dụ hôm nay là ngày mai là có nước này ở đây. Vâng, vâng, vâng. Em ơi, đây là cái cây củ mỡ đây này, phải không? Cái này. Đúng rồi, củ tím tím đấy hả? Ở đấy, củ này ăn được này. Ở trong này bây giờ có nhiều cái loại cây này không chú? Ở ngoài cháu giờ chả có. Cái này tự nhiên này chú dùng đấy, chú rồng ạ. Cây này này. Cây cái này củ chắn. Củ tím. Chắn dây. Đâu? Dây gì cái này ạ? Cái này là củ mỡ mà. Củ mỡ đỏ đỏ đấy. Miền quê của tôi là cái này là mới mọc lên đây, tí rào đây, củ nó ăn. À, củ đỏ đỏ phải không ạ? Củ tím. À, có cái trắng trắng nữa mà. Cái này không phải mại. Đâu. Cái này củ mại. Tím chứ phải không? Không phải củ mại của này đâu. Cái
cái đấy là cây dây củ mài con ơi, cây đấy dây củ mài cái... không phải củ mài đâu, cái này củ củ mài khác ạ. Củ mài là củ mài khác rồi, mài rừng mài nhà đấy. Chả biết là cô chú trong này gọi như nào nhưng mà ngoài kia gọi là cô chú vậy. Cây này là cây gì? Củ mài, củ mài mày mài ở trên nhà. Chắc là mỗi nơi gọi mới khác. Không chỉ biết rồi. To. Củ nó to to bằng cái mà bắp chân này này phải không? Đấy đó. Cái này bây giờ tìm được củ này đào nó ăn là hay lắm nhá. Đi. Thôi bọn cháu xin cái xe bọn cháu về đây. Chờ tí. Gần cổ. Đấy, đồ ra. Ồ. Hiện tại thì hai vợ chồng mấy giờ nhỉ? Mấy giờ rồi? Bây giờ là 2 giờ. Bây giờ là 2 giờ hơn một chút thôi. Bây giờ mới ăn trưa đây. Em bây giờ thử nước dùng ở đây xem nào. Em ơi. Có chanh không? Có chanh không? Thế đây nhà mình rồng hay là mình mua ở đâu? Của nhà. Ở nhà thế à? Có bán hái tại vườn không? Có. À, có à? Hôm nào cho bọn em trải nghiệm với. Hôm nào đi hái rau với. À kia mình vừa hái về đấy à? Ừ. Ủa rồi. Cái này mới không? Có mới như thế đấy. À. Tươi như thế đấy. Ui dồi ôi, nhìn. Tí nữa là chuẩn bị đi hái. À. Tí nữa. Rơm rơm một tí đấy. Có chờ không hay là về hôm khác nhỉ? Tí nữa thì các chị thôi mình mẹ tí nữa quay xuống là 4 năm. Ừ, mình về hơi muộn. Ở đây hái tươi đây nhỉ? Lấy tươi đây hái sớm đấy. Về làm món gì nhỉ? Cái này xào à? Xào tỏi. Xào tỏi đúng không? Củ cải này bắt tiền nữa hả? Củ cải này... Mùa này nhìn nó kém lắm, không phải lấy đâu. Không trồng được rồi này. Lên. Rồi ra Tết rồi nhỉ? Ừ đấy. Tầm ấy thì nó to thế. Bí này nhà mình rồng à? Cái su này là loại khác à hay là loại thấp thấp như này? Loại đấy đấy. Loại này cũng ra quả cơ à? Có chứ, mùa này nó ra quả với lại cuối năm nó ra quả. À. Đến mùa hè thì chính vụ ra này. Tức là không phải làm cao nhỉ? Làm cao nó cũng được nhưng mà mình lấy ngọn thì nó cũng có quả. À. Anh tùy tiền. Bao tiền nhỉ? 30.000. Măng à? Măng gì đấy ạ? À? Anh gửi tiền này. Măng ngọt á? Măng của người đảo ạ. Ôi, thế không phải là măng đắng à? Vâng. Ờ. Măng này lại nhỉ? Măng này lành anh nhỉ hay măng gì nhỉ? Măng lại anh nhỉ? Măng lại anh mà lại ngọt. Đắng. Măng lại anh không đắng. Nó cao cao như thế này. Hay là gọi khác mình? Vậy là không giống măng lại anh nhỉ? Hồi này ngọt à? À, cái loại này là ngọt. Ở đây là làm trồng cái này đâu. Anh nhớ là đồi trên này có nhiều đúng không? Ngay đây đúng không? Bán ngàn. Cái này có chị bán nhá tiền. Một nghìn cân. Một nghìn cân là cả vỏ đấy. Cả vỏ đấy. Đến đi mà ăn thử. Hả? Đến đi mà ăn thử. Thôi. Tùy em. Lấy một ít. Đấy, xách đây không được quên nhỉ, đây của mình nhỉ. Ui, nặng phết. Đi lên trên này chỉ lấy rau thôi, sơi nào được. Có hai bên. Còn cái mình nhìn đấy. Có.
lấy một ít ăn thử thôi. Lấy một ít ăn thử thôi. Quả đây à? Trên này trồng nhiều rau nhỉ? Thơ ở đây trong vườn mà trồng được lắm đây này. Su su. Măng này mà lại ngọt cơ. Cái măng này cái vỏ nó màu nó lại xanh xanh, còn cái măng của mình vỏ nó màu đậm hơn. Măng này anh ấy. Thì ăn thử xem nào. Để ăn thử măng cân lạc. Thế cái vụ măng nó kéo dài lâu không nhỉ? Đến bao giờ thì hết nhỉ? Gần hết rồi đấy. Gần hết rồi. Đâu ấy? Em cứ tưởng là rau ngót nhỉ. Đâu thì lần trước mình ăn đấy phải không? Em ơi, đây rau gì nhỉ? À đúng rồi, bò khai đấy. Cái này ăn như vị như nào? Nó ngon mà, nhưng mà cái mùi nó kiểu đấy. À mùi kiểu đấy á? Tại cái mùi nó kiểu đấy thôi. Mày gọi là thế luôn. Ừ. Bỏ khai à? Cái này về người... Là tiền đấy chứ. Tiền nào? Trả tiền là... Rau. Dạ rồi. Trên này lắm loại rau nhỉ? Bí này ngon thế. Ngon này à? Sao để vào đây để mua? Nhập về. Nhập về để ăn.